giờ phút này nước Mỹ đang bạo loạn, đang bạo loạn. Thì cho nên nó nhờ cái nước Mỹ bạo loạn như vậy thì mới biết ra cái bọn bao que xỏ lá này. Thì cái chính phủ Mỹ coi cái bọn này cũng như là một cái con chó mà bên đường á, chó giữ cửa đó. Thì lúc nào cái bọn bao que xỏ lá mà cầm cái giấy vàng á, lúc nào cũng tung hô là được bố Mỹ quan tâm, thì thế này thế nọ, lúc nào cũng tung hô nước Mỹ. Nhưng mà ngày hôm nay cái giấy vàng ba sọc này, cái cờ ba sọc này của bọn bao que xỏ lá nó liền khủng bố ở nước Mỹ. Cái bọn này lấy cái cờ vàng ba sọc của bọn nó đi khủng bố ở nước Mỹ. Khủng bố nước Mỹ nha anh chị. Cứ tưởng rằng cái cờ bao que xỏ lá là bùa hộ mệnh giáng xong vào tòa quốc hội Mỹ gây bạo loạn. Nào ngờ hôm nay đối tượng đầu tiên cắm cờ động vật có thai ba vập lên tòa nhà quốc hội Mỹ hôm ngày 6 tháng 1 có tên là Nam Quang Nguyễn đã bị FBI bới đi. Tới đây còn nhiều tên nữa. Quang hô nước Mỹ anh hùng, chúc mừng anh em ba sọc vàng vện. Cái bút của nó nè anh chị, trời ơi, dám lấy la cái cờ ba sọc, cái giấy vàng ba sọc mà đi bạo loạn nè đó. Đó, đi bạo loạn ta cắm trên nhà quốc hội Mỹ nè đó, rồi cho nên bị FBI bắt nè. Thằng này bị FBI bắt nè anh chị. Nó lấy cái cờ vàng ba sọc của nó đi lợi tòa nhà quốc hội để đi bạo loạn. Cho nên là nó bị FBI bới đi là tên đầu tiên. Đây là Nam Quang Nguyễn, thằng này có cái Nam Quang Nguyễn. Đây anh chị, cho nó lên luôn. Đây, thằng bao que xỏ lá đây, Nam Quang Nguyễn. Đó, cái bọn bao que chúng mày thấy chưa? Nha, cái bọn bao que chúng mày chỉ là một cái loại rác thải của nước Mỹ. Nha, mà chúng mày đâu có biết tụi mày là rác thải đâu nha, bọn bao que xỏ lá. Nha, tưởng cái cờ vàng ba sọc của tụi mày cái vẻ chủ đích á, tụi mày cho tụi mày là có danh dự lắm hả? Đâu có ngờ đúng không? Đâu có ngờ ngày xưa ở trong nước tụi mày làm tay sai, bây giờ đi qua nước Mỹ tụi mày làm rác thải cho nước Mỹ. Rồi tụi mày cho chúng mày là ai cầm cái cờ vàng ba sọc đó? Chúng mày đi bạo loạn, chúng mày đi khủng bố nước Mỹ. Rồi chúng mày lấy cái cờ vàng ba sọc cắm lên tòa nhà quốc hội. Đó, thằng này thằng Nam Quang Nguyễn nè. Đó, FBI bắt đầu tiên nè, thằng Nam Quang Nguyễn này cắm cờ vàng ba sọc tại tòa nhà quốc hội ngày 6 tháng 1. Đó, hôm nay được FBI Mỹ bắt đi là thằng tên đầu tiên. Đây, tên đầu tiên. Đó, nè, tên đầu tiên nè, tên đầu tiên á. Tên đầu tiên cầm cái cờ vàng ba sọc, cái cờ vàng thay ma ba sọc của tụi nó. Đó, đi qua nước Mỹ đi lợi tòa nhà quốc hội Mỹ để bạo loạn. Bây giờ sao? Cái cờ vàng ba sọc của tụi mày, của chúng mày, bố Mỹ chúng mày coi chúng mày là miếng rác thải, cái miếng rác thải của trên đất nước của người ta. Mà chúng mày đâu có biết nhục nha, cái bọn bao que xỏ lá chúng mày không biết nhục. Đó, đồng bọn chúng mày bắt rồi nè, nè nè, tụi mày kéo cờ vàng ba sọc của chúng mày, cái cờ mà cái cờ là cái cờ tay sai. Cái cờ vàng ba sọc của chúng mày là trước 1975 chúng mày làm tay sai cho bố Mỹ chúng mày, chúng mày đi đánh thuê cho bố Mỹ chúng mày. Thì bố Mỹ chúng mày nói sao? Nước Việt Nam của chúng mày mà chúng mày còn phản bội để mà vì đồng tiền chúng mày để mà đánh thuê cho, làm thuê cho nước Mỹ, đã để mà tàn hại, tàn sát đồng bào của chúng mày một màu da. Cho nên khi mà bố mày Mỹ chúng mày biết là chúng mày là đồ ăn hại, cái đồ tay sai đúng không, thì sau này là tụi mày chạy qua bên đó thì bố Mỹ chúng mày thì coi tụi mày như là một cái miếng rác thải. Cho nên chúng mày đâu có biết cái xấu hổ, cái nhục nhã của chúng mày mà chúng mày kéo lỡ tòa nhà quốc hội đây, tòa nhà quốc hội đây, tụi mày kéo tới đây nè đó, mày kéo tới tòa nhà quốc hội, tụi mày khủng bố bạo loạn thì chúng mày sẽ bị bắt đó. Cái tên Nam Quang Nguyễn là đã bị bắt đầu tiên, FBI bắt. Thì còn tới đây tiếp tục cái bọn ba sọc chúng mày nữa, tên nào tiếp tục nữa ha. Cái bọn ba sọc chúng mày đi cứu thằng Nam Quang Nguyễn đi, thằng ba sọc đó, thằng bao que xỏ lá đó. Nó đến
tòa nhà Quốc hội rồi đó. Hả? Rồi giờ cho nó liệt nó vào là gì khủng bố. Dám cấm cái dễ dàng ba sọc đi vô mà tòa nhà Quốc hội của mỗi nước Mỹ. Thì bây giờ sao? Bị FBI Mỹ bắt rồi. Hả? Rồi kế tiếp đây là thằng Nam Quang Nguyễn, Nguyễn là thằng đầu tiên. Thằng đầu tiên FBI nước Mỹ bắt nó. Nha, cảnh sát Mỹ bắt nó. Thì tiếp đây thì tới thằng bao que xỏ lá nào mà đi bạo loạn ở trên nước Mỹ nữa thì bị bắt nữa. Bọn bao que chúng mày nên nhớ, cái vẻ vàng của chúng mày á, chỉ là cái đồ á, hả, chỉ là cái đồ vẽ lau lau chân của người ta và cái miếng rác thải bên đường. Chúng mày cứ chúng mày đâu có biết xấu hổ mà chúng mày tự hào, chúng mày tung hô. Bây giờ bố Mỹ chúng mày, chính chúng mày làm tay sai cho bố Mỹ chúng mày, bây giờ cũng chính chúng bố Mỹ chúng mày đạp lên đầu của chúng mày đấy. Nha bọn bao que sợ lá. Nha, nha.